cậu mà tính từ hai mà Hả? Cái gì mà có tính cái từ gì đây? Chủ ngữ cộng động từ cột 2 hoặc động từ thêm đi. dạ Cô phủ định nào? có phủ định là chủ ngữ cộng đích danh cộng cột hai hay là cột Một. một cô Rồi, có nghi vấn nào? câu nghi vấn là đích cộng chủ ngữ cộng cột một Ok, dấu hiệu nào? dấu hiệu là câu khẳng định là Không, dấu hiệu trong câu có cái gì? Yesterday, last week, last year, last month. Đúng không? Ago in cộng năm quá khứ. Đấy, đến dấu hiệu nhá. Rồi, cô gọi bạn Tuấn nào. Đọc từ đầu tới cuối. Mấy bạn khác chuyển bị. Bạn nào cũng bị dò đó. quá khứ đó diễn tả một hành động là xảy ra trong quá khứ. Chủ ngữ cộng động từ thêm ed hoặc là động từ cột 2. Câu phủ Hai định. câu phủ định chủ ngữ muộn đích đành cộng động từ cột 1. Câu nghi vấn là mượn câu nghi vấn đích mượn mượn đích đầu câu đích cộng chủ ngữ cộng động từ. Ok. Dấu hiệu. Dấu hiệu trong câu có yesterday, last week, last month, last year, last day, day ago cộng in cộng cộng tháng cộng năm. In cộng năm quá khứ. In cộng năm quá khứ. Rồi, cô mời bạn Ngọc. Bạn Duy chuẩn bị, bạn Bo chuẩn bị, bạn Như chuẩn bị, bạn Linh chuẩn bị. Dạ. Thì quá khứ đâu diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Câu khẳng định là chủ ngữ cộng động từ cột 2 thêm ed Động của từ cột câu phủ 2 hoặc động từ thêm ed tiếp. định là chủ ngữ cộng đích danh cộng động từ cột 1 câu nghi vấn là đích cộng chủ ngữ cộng động từ cột 1 dấu hiệu là yesterday last week last month last year ago in cộng năm quá khứ Rồi. Ok. Rồi, đến bạn bạn Duy nào. nhớ con Thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, đọc đi. thì quá khứ đơn đại diện tả một hành động Diễn tả một diễn hành tả động. một hành động trong quá khứ. Rồi. Câu khẳng định cụm ngữ cộng đích định cộng À, động từ cô tôi khẳng bớt định, khẳng định. câu khẳng định chủ ngữ cộng đích Chủ ngữ cộng đích cộng định động từ cột 2 hoặc động từ thêm đi. cộng động từ cột 2 thêm đi Câu phủ định. chủ ngữ cộng đích định Cộng động từ cột 1. cộng động từ cột 1 Rồi, câu nghi thêm vấn. đi Câu nghi vấn nào? Không có ED gì đây đâu nhỉ? Đã phải đít đần rồi, có ED đi đọc gì hết. Nào, nhanh. Câu nghi vấn, đít cộng chủ ngữ. Đít cộng chủ ngữ, cộng động từ nguyên mẫu con, hoặc gọi là động từ cột 1 đấy. Ôi dồi ôi, chưa thuộc, lát tôi dò lại anh Bo. Giữa cô em đọc thì quá khứ đơn của động từ thường thì quá khứ đơn gì Thì quá khứ đơn, nghe các bạn nghe cô đọc này. thì có Thì ý quá khứ của đơn diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Câu khẳng à định chủ câu ngữ cộng động từ cột 2 hoặc động từ đúng thêm đúng không ed. Câu phủ định chủ ngữ cộng đít đần cộng động từ cột 1. Câu nghi vấn đít cộng chủ ngữ cộng động từ cột 1. Dấu hiệu yesterday, last week, last month, last year, ago, in cộng năm quá khứ. Dễ không? Rồi. Bạn Bo đọc lại. Bạn Duy chuẩn bị đi. để cô em đọc câu khẳng định
A cộng trừ ngữ cộng cột 2 là thêm ED. Câu phụ đền trừ ngữ cộng đích đền cộng cột 1. Câu nghi vấn đích cộng trừ ngữ cộng cột 1. Dấu hiệu. Tập. À, chứ. Là yesterday. Ừ. Last week, last month, last year. Last week. Last month. Last month. Last year. Last year. Ago. Ago. Rồi. In cộng 5 quá khứ. Đấy chưa? In cộng 5 quá khứ. Rồi. Tiếp. Đến bạn Duy, đọc lại được chưa nào? Dạ yeah, cô. Đọc đi. Thì quá khứ đó, diễn tả một hành động. Diễn tả một hành động trong quá khứ. Câu khẳng định, chủ ngữ cộng động từ cột 2 xem AD. Chủ ngữ cộng didn't cộng động từ cột 1. Didn't cộng chủ ngữ cộng cột 1. Câu khẳng định trước đi, câu khẳng định. Chủ ngữ cộng động từ cột 2 hoặc động từ thêm ED. Rồi, câu phụ đây. Chủ ngữ cộng didn't cộng động từ cột 1. Rồi, câu nghi vấn. Did cộng chủ ngữ cộng cột động từ cột 1. Rồi. Dấu hiệu. Để cô là did ở đây. Last week. Last month. Last year. Rồi. Đến bạn nào ở đây có mic? Bạn Như có mic không? Bạn Như đọc cô nghe. Có mic không Như? Như ơi. Như với Linh không có mic hả? Rồi bây giờ các bạn sẽ chia cô này. Hôm trước chia rồi nhá. Bây giờ chia lại cho cô. Câu số 1 là started ơi quá khứ hết này. Câu số 2 là gì? Động từ to be, was, were các bạn ơi. Câu số 2 các bạn đọc các bạn kết quả đi. Câu số 2 là gì? Was. Was. Câu số 3 là gì? Câu số 3 là gì? Decide thêm ed vào, decided. Câu số 4 là gì? You thêm ed vào, đọc là you the. You the. Câu số 5 đọc là thêm ed vào nhá. Đây là kiếm tiền nè. Kiếm tiền thêm ed vào, earn the. Câu số 6 finish thêm ed vào. Finish thêm ed vào đọc là finish the. Cái từ work là thêm ed vào là thêm work the. Tiếp theo star thêm ed vào. Star the. Tiếp theo travel thêm ed vào. Travel the. Travel the. Rồi tiếp theo perform. Perform thêm ed vào perform the. Tiếp theo dance. Dance thêm ed vào dance. Tiếp theo từ turn. Turn ed vào turn the. Die. Die thêm ed vào die the. Ok, rồi xuống bài. Tiếp tục nào các bạn, bài 32. Chúng ta đã làm rồi, chúng ta đã đọc lại cấu trúc ngữ pháp của cái thì quá khứ đơn rồi. Trong đây các bạn sẽ gặp cả câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn. Các bạn chú ý nhá. Câu A này, có phải Châu đã đến? Bây giờ đọc đề đã. Hãy chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn. Vậy là quá khứ đơn hết rồi các bạn. Quá khứ đơn hết, các bạn phân biệt là câu khẳng định hay câu phủ định hay câu nghi vấn để làm thôi. Ví dụ câu đầu tiên sẽ là câu nghi vấn này, bởi vì có chấm hỏi cuối câu này, cho nên sẽ để did đầu câu. Đến chủ ngữ là Joe. Và tiếp theo động từ nguyên mẫu did Joe come. Did Joe come. Vậy thôi. Có phải Joe đã đến bữa tiệc ngày hôm qua phải không? No he gì? Không anh ấy. Không anh ấy, nhưng anh ấy bị mệt. Vì thế đúng rồi, nhưng anh ấy bị mệt. Vì thế anh ấy đã rời đi sớm. Rồi, cái động từ to be các bạn chia như thế nào nhỉ? Động từ to be chia như thế nào? Hả? Động từ to be chia sao? Nói cô nghe. What were. What were. Các bạn mạnh dạn và trả lời đi chứ. What were, đúng rồi. Và đây, he là chủ ngữ số ít, chúng ta xài what các bạn. Tiếp theo, cái động từ leave chúng ta đưa về cột 2. Các bạn lật đằng sau ra.
cột 2 của liver là gì? Nói cô nghe. Lật đằng sau sách ra. Liver. Liver chuyển thành cái gì? Rồi bạn nào lật nhanh đọc cho cô kết quả nào. 153, 154 gì đấy, sách giáo khoa. Được chưa? Lép. À, lép, L-E-F-T, lép, rồi đi. Các bạn xuống câu số 2, các bạn thấy dấu chấm hỏi không? Bạn Ngọc có thấy dấu chấm hỏi không con? Đấy, dấu chấm hỏi là câu nghi vấn, vậy bạn Ngọc sẽ chia câu này cho cô. Câu nghi vấn nào? Did cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu đúng không? Đọc đi. Nào. Did you see? Đúng rồi, did you see? Did you see? Rồi. Cô sẽ mở bản lọc câu dưới. Did you see the film, the new film at the cinema yesterday? Bạn đã xem bộ phim mới ở rạp chiếu phim ngày hôm qua phải không? Nó bảo là no kìa. Con chia cho cô đi. Không, chúng tôi đã tới đó trễ. Nào, chúng tôi đã tới trễ nào. Cái động từ đây là câu bình thường ha. Chúng ta đưa về cột 2 nhá. Nó không có not, nó không có chấm hỏi. Các bạn nhớ, đó là câu khẳng định xài động từ cột 2. Câu khẳng định thì xài động từ cột 2 nào. Cột 2 của ghép là gì? Chuyển lật đằng sau sách là tên. Nhanh. Nào. Ghép chuyển thành gì? Lật nhanh đi con. Tìm thấy chưa? Thấy chưa? Tìm thấy chưa? Ghép chuyển thành. Ghép chuyển thành gì? Không biết luôn. Mấy bạn kia lật sách tìm cho cô nào. Ghép chuyển thành gì? Gót. Gót, đúng rồi, có mỗi Tuấn là nhanh nhẹn thôi. Mấy ông kia là đang ngủ mê, ngủ mệt hả? Rồi. Cô mời bạn Duy, câu tiếp theo. Không, chúng tôi đã đến trễ. Vì thế chúng tôi đã quyết định đi tới trung tâm mua sắm nào. Cái từ quyết định chúng ta cũng xài động từ cột 2 nhá. Rồi, động từ cột 2 của decide là đi. Ok, nào các bạn suy nghĩ nào. Bạn Duy nào. Đây, cô. Động từ cột 2 của cái này là gì? Đi. Thêm gì vô? Được. Đọc là, các bạn đọc cho cô, decided. Đọc đi. Decided. 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 Rồi, sang câu số 3. Sang câu số 3. Tại sao? Rồi, các bạn chú ý câu này. Nó vừa là câu hỏi, vừa có not. Rồi. Suy nghĩ nào, vừa có nốt lại còn vừa có chấm hỏi nào. Ủa. Hay không? Đó, vừa có nốt vừa có chấm hỏi làm đi, suy nghĩ đi. Dạ câu của cái công ly bố. Kết hợp cả hai. A. À, sao lại có will này? À, cái này không phải hiện quá khứ đơn rồi. Why? À, Will là tên, sorry, Will là tên thôi. Tên của thằng Will chứ không phải là cái Will thì tương lai đâu nhá. Ví dụ tên là thằng nào, thằng Công hay thằng Duy hay là thằng Bo á. Đây là tên của thằng Will. Rồi các bạn làm đi, câu gì nhỉ? Câu nghi vấn là phải có did đứng đầu rồi. Mà có not thì thêm thành not, thành didn't. Thằng Will ở đây, mà come đây nhá. Why didn't Will come to the gym? Tại sao thằng Will nó không đi tới phòng tập gym? Rồi, câu dưới cô mời bà Như viết đáp án ở phần nhắn tin để mic hư. Cô chán hai anh chị mà mic hư ghê. Rồi, viết cho cô. Anh ấy có bài tập về nhà và có bài tập về nhà để làm và đã ở nhà nào. Chia cho cô nào. Cái câu have là bạn Như, câu stay là bạn Linh. Viết vào phần nhắn tin để cô kiểm tra. Có chưa? Nó viết chưa? Để cô chửi nó coi. Em chào cô, mic em hư rồi. Cô ơi, đợi em sửa đã nha cô. Rồi, bạn Như đâu? Viết đáp án nào. Have chuyển thành gì? Như ơi, Như. Cô gọi Như mà. Như ơi, Như. Lấy đâu trời.
Nhắn tin trong nhóm coi, bạn Như không học bài à? Rồi Như đây. Không được, không được, không được. Cột 2, quá khứ mà Như mình đang xài động từ quá khứ nha. Mình đang nói về thì quá khứ đơn, cho nên chúng ta xài động từ cột 2. Nếu mà con không biết thì con có thể lật đằng sau quyển sách ra. Have chuyển thành, chuyển thành từ gì? Had, viết lại cho cô đi. Have chuyển thành had ấy. Chuyển đi. Còn have với had nó là hiện tại nha. Rồi chúng ta chuyển sao? Bạn viết lại cho cô cái từ had đi bạn Như. Bạn Linh chuẩn bị cái từ stay nhá. Đây các bạn thì quá khứ đơn các bạn, nếu không có not, không có chấm hỏi, các bạn cứ xài động từ cột 2. Mà động từ cột 2 lật đằng sau quyển sách học sinh ra, trang 153. Tên, đúng cái từ đấy mà coi cột 2 là gì. Dễ như ăn cháo. Rồi bạn Như xong chưa? Chép được chưa? Viết được chưa? Như ơi Như. Mà đâu rồi? Không được, lật đằng sau quyển sách ra cho tôi. Lật đằng sau quyển sách ra. Đằng sau quyển sách có từ đó không Tuấn? Có từ have không? Có đúng không? Ừ. Chỉ trang bao nhiêu cho các bạn lật nào? 153. Cứ dọn đến chỗ có chữ hờ là được. À, mình dọn theo chữ hờ. Rồi được chưa? Tìm được chưa cho tôi chưa? Nào. À, ok đúng rồi. Hard. Đến bạn Linh đây. Stay cột 2 nào. Linh ơi Linh. Cô phải gọi như vậy, gọi như gọi ma vậy đó, nó mới xuất hiện, triệu hồi linh hồn. Dạ đây cô rồi, viết đi, stay chuyển sang cột 2 là gì? Viết nhanh cho tôi. Nào. Stay gì? Cột 2 nào. Làm bài nào con. Rồi nhá, nhanh lên Linh nhá. Nhanh lên, cô đang chờ đây. Viết 2 số, 1 số, có 3 chữ số. Và cái này là 244. Ờ, 244 hả? Được. 556. 556. Đây. Rồi bạn Linh đã được chưa? Đúng rồi, stay đi. Đọc là stay the. Very good, đấy. Rồi bây giờ con phải chỉ đích danh mấy đứa, đứa nào không trả lời là gọi như gọi ma cho tối nó gặp ma luôn. HD này. Stay ID này. Câu số 4 nào. Câu số 4, cô sẽ mời bạn Duy. Hai câu. Rồi, câu số 4 đi. Đây là câu hỏi nhá bạn Duy. Bạn Công nay không vào học à? Bị. Nào, đây là câu hỏi con. Đít, đít, đít. Đọc đi. What? Đít. Đít đền khúc. Chiêu, không có đần đây, có nót rồi mà đần, muốn đần không? Muốn đần độn, muốn đần độn hả? Đâu có nót đâu mà đần. Nha, đít. Đít, chiêu. What did you? You gì? You gì? Khúc. Khúc, vậy thôi, dễ ỏm. What did you cook? What did you cook? Xong. Cô mời bạn bo câu dưới. Bo bò bò nào câu dưới nào bo. Có nốt nè. Dạ cô đang đọc. Có nốt kìa. À a. Ai? Có nốt thì đần độn đó. À. Ai? Cứ có nót là đần độn nha, nhớ như vậy cho dễ. Đần độn là đần này, độn nha. Ai gì? Hello. Đít đần của tôi đâu anh hai? Đây là câu phủ định. Phải có đít đần chứ. Ai đít đần? Đúng rồi, ai đít đần? Ai đít đần? Have. Đã xài did done thì xài động từ cột 1, không phải biến đổi umbilical gì hết trơn, giữ nguyên từ have đó. Câu dưới bạn Lộc. Vì thế tôi đã order một cái pizza. Tôi đã không có thời gian để nấu, vì thế tôi đã order một cái pizza, đã gọi một cái pizza đến nha, đặt hàng đó. Rồi bạn Lộc ơi. Dạ. Cái từ order mình làm sao? Cột 2. Order. Order, thêm đi vào. Order, order.
Mới đi vào đọc là đờ, order đờ. Câu số 5, cô mời bạn Bạn Ngọc. Bạn đã mua quà em cô phải không? Bạn Tuấn câu dưới, chờ xíu. Nào, câu 5 nào bạn bạn Ngọc nào. Cô nghi vấn nhé bạn Ngọc. Như bài. Hả? Did you buy? Đúng rồi, did you buy? À, did you buy? Did you buy any souvenir? Câu dưới là bạn Tuấn. Bạn đã mua quà lưu niệm phải không? Didn't find. À, didn't find. Didn't find. Didn't find. Rồi, chúng tôi đã không tìm kiếm được cửa hàng nào cả. Vì thế chúng tôi đã mua một vài cái sô-cô-la từ sân bay. Bạn nào từ nãy giờ chưa được phát biểu? Thôi câu này cho bạn Như đi. Công. Công nó vào chưa? Cô có thấy nó đâu? Chưa đúng không? Ôi giời ơi, tôi lại mấy anh chị học hành chán đời quá. Rồi, bạn Như viết cho cô đi câu đấy, động từ cột 2 nhá. Đây là không có nót, không có chấm hỏi thì con cứ chia bình thường, động từ cột 2. Và động từ cột 2 mà không nhớ thì lật sách ra. Và học thuộc đi, đi thi chẳng ai cho lật đâu. Nhanh con, nhanh nhanh, mất thời gian là vàng là bạc, là châu báu kim cương. À, boat, rồi ok. Boat. Xong. Xong, ok. Các bạn lấy sách học sinh ra để cô thôi nhìn thẳng lên đấy được. Giờ đọc cho thuộc mấy cái động từ cho cô, đi thi chết tươi luôn. Chết tươi, chết tòi luôn. Rồi, cô tìm cái chỗ bảng động từ bất quy tắc đâu. Trang bao nhiêu? Đấy chưa, tới chưa, tới chưa. Rồi, đây đúng không? Đây này, nhìn vào đây. Đọc câu B. Đọc đây, B. Cứ tất cả mở mic ra. B. What's word? What's word? Bear. Board. Bear board. Bear board. Cái từ này ít gặp, ít gặp này. Beat. Beat beat. Đánh đập. Yeah. Become. Cái từ thứ tư become. Đọc đi, become. Became. Became. Ủa có mỗi Lộc đọc hả mấy cái bạn kia đâu? Became. Lại nào. Tôi cho đọc hết giờ luôn á. Cái tội không lật ra là cô cho đọc 9 giờ luôn. Become, become, became. Become, became. Become, became. Become, became. Begin, began. Begin, began. Nhất là bạn Như với bạn Linh ấy. Không có mic để dạy không có hiệu quả. Begin, began. Begin, began. Bài beat. Bài beat. Blow, blue. Blow, blue. Break, 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 beat beat become became become begin began begin by beat by beat below blue below blue break barock break barock bring barock bring barock bring barock bring barock builder 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 xây dựng burn bender burn bender burn bender burn bender hoặc là burn tờ cũng được. Burst 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 nổ vỡ tung. Burst burst buy bot kìa. Buy bot đọc đi. Buy bot buy bot buy bot buy bot buy bot buy bot bài bot
Bài thơ. Khen phút. Khen phút. Khen phút. Khen phút. Thác khót. Thác khót. Thác khót. Thác khót. Chu chầu. Chu chầu. Chu chầu. Chu chầu. Khăm khen. Khăm khen. Khăm khen. Khăm khen. Khót khót. Khót khót. Khót khót. Cut 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 rồi bơ đọc lại này burn burn tờ burn đờ burn burn tờ burn 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 can cut can cut 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 chu 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 come can come can cut 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 đấy, nó nói như này đó là vừa chia hết cho hai vừa chia hết cho năm hiểu chưa nè nếu chia đều số bánh đó cho hai bạn hoặc năm bạn thì vừa hết nè nó phải chia hết cho hai vừa chia hết cho năm nhá vậy là số nào vừa chia hết cho hai vừa chia hết cho năm dấu hiệu nào dấu hiệu chung của số hai số năm cái nào vừa chia hết cho hai vừa chia hết cho năm phải là bao nhiêu số thì đằng sau số không không năm không không số không thôi mà nhá cái số đó nó lớn hơn 12 nó nhỏ hơn 30 vậy số nào thỏa mãn? Ờ 20 đúng nhá vậy Lam có 20 cái bánh như vậy cái số ghi chữ hàng dài ghi như này này à, số chia hết cho 2 và 5 hay là và là số có số 0 phía sau. À. Vậy cho sao? Mà biết sao? Cô con biết như nào? Biết cô vỡ. Thì cô con biết sao? Bắt chước cô con biết đi. Chiều nay cô con biết không? Có. Tìm một bài tương tự mà biết. Đừng có hỏi mẹ mà trình bày khác cô mất công. Rồi tiếp tục các bạn. Xuống đây. Deal à, deal dealt. Deal dealt. Dick dog. Đọc đây. Deal dealt. Dick dog. Mà make ra. Deal dealt. Dick dog. Deal dealt. Dick dog. Deal dealt. Dick dog. Do this. Do this. Mình hay gặp từ đúng rồi. Do this. Draw the rule. Draw the rule. The rim. The rim. The rim. Hoặc là the rim ED. Ok. The ring, the ring. The ring, the ring. The ring. The ride, the row. The row. The ride, the row. The ride, the row. It a. It a. Đọc lại. Do deal. Do deal. Dig dug. Dig dug. Do this. The raw, the row. The rim, the rim tờ, the rim ED. Có hai cách không? The ring, the ring. The ride, the row. The ride, the row. The ride, the row. Eat a. Eat a. Eat a. Eat a. Phone fell. Phone fell. Phone fell. Phone fell. Feet fat. Phone fell. Feet fat. Phone fell. Feet fat. Feet fat. Feel fell. Feel fell. Feel fell. Feel fell. Feel fell. Five foot. Five foot. Five foot. Five foot. Five foot. Five foul. Five foul. Five foul.
Fly phải không? Fly là bay. Fly. Flu. Fly. Flu. Flu. Forbid. Flu. Forbid. 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 Forget. Fly. Forget. Forget. Forgot. Forget. Forgot. Forgot. Forget. Forgot. Forget. Forgot. Forgot. Rồi tiếp. Đọc lại này, phone fell. Phone fell. Feet fat. Feet fat. Feel fell. Feel fell. Five foot. Five five foot. Fly flu. Fly flu. Forbid. Forbay. Forbid. Forbid. Forbay. Forbid. Forget. Forgot. Forget. Forgot. Forget. Forgot. Forget. Forgive. Forgave. Forgot. Forgive. Forgave. Forgive. Freeze. Froze. Free froze. Đông cứng lại ha. Free froze. Free froze. Free froze. Get got. Mới gần lúc nãy xong. Get got. Get got. Get got. Give a gave. Give a gave. Give a gave. Go when. Go when. Go when. Go when. Grow. Grow. No new. Mấy bạn tranh thủ đi, vừa học vừa đọc vừa học thuộc, lần sau mình đỡ phải phải học lại nhá. Đọc đi chứ không phải cô bày đây các bạn ngồi chơi đâu đấy. Đọc lại nào. Hang hung. Hang hung. Have a harder. Hit. Có mấy cái mà cột 1, cột 2 nó giống nhau nhá. Ví dụ hit này. Hit hoặc hớt này. Rồi hit. Oh hell. Hớt. Keep cap. No new. Lay late. Tiếp theo. Lead. Lead. Dẫn dắt lãnh đạo. Learn tờ hoặc là learn ed cũng được nhá. Có một số cái nó hai cách nhá. Learn tờ, learn ed. Ok. Learn. Rồi, tiếp theo. Lên đây. Rồi. Qua đây. Leaflet. Đấy, mới gặp xong lúc nãy ha. Leaflet. Đọc đi, leaflet.
Rồi, shoot
sút sắt, sắt sắt giống nhau, sắt sắt đóng lại, sinh sang, hát hò, sinh sang, xít sát, xít sát, slip slap, slip slap, slip slap, hai chữ e bỏ bớt chữ e thêm cờ tờ, thêm chữ tờ, slip slap, giống như keep khác, giống giống lắm mày đó. Smell, smelter, nó có quy luật á, nhiều cái nó giống quy tắc nhau. Mấy đứa đọc vài lần mấy đứa nhớ ra liền à, vì nó hơi hơi giống nhau. Smell, smelter, hoặc là smell ID, hai cách. Rồi, speak, spoke. Đọc đi, speak, spoke. Ơ, đâu rồi, speak, spoke. Speak, spoke. Spell, spell tờ, spell đờ, hai cách. Spell tờ hoặc là spell ID đều được nha mấy đứa. Spender, spender, spender. Rồi, spender, spender. Spender, spender. Stand, stand. Stand, stand. Steal, 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 steal. Ăn trộm cắp. Stick, stuck. Sting, stung. Sting, stung. Cái này giống như ong chấp, ong châm á, thì là cái sting á. Nha, cái này giống như là nước uống sting quá ha. Swear, swore. Swear, swore. Thề. Tuyên thề, thề khốt. Mai mốt có người yêu, anh thề anh yêu em suốt cuộc đời này. Xéo. Swear, swore. Swear, swore. Sweep, 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 sweep là quét nhà. Sweep, 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 swam, bơi lội. Sweep, swam, sweep, swam, sweep, swam. TikTok, 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 giống như TikTok quá hả? TikTok. Tear to, tear to, xé, xé này nè, xé toạc, xé, tear to, 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 tear to. Understand, understood. Understand, understood. Wake, wake, walk, walk, wake, walk, 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 walk. Where walk, where walk, win on, win on, win on. Dry road, dry road, dry road. Okay, các bạn đọc một lượt đi. Đọc một lượt đi nhá. Đọc một lượt đi. Rồi chúng ta cô cho làm thêm bài thì quá khứ đơn để các bạn hiểu rõ hơn. Hôm nay giải quyết thì quá khứ đơn vì nhiều bạn thấy thì quá khứ đơn nó khó. Khó. Đau đầu đâu nào. Đây, làm thì quá khứ đơn cho cô này, cô chia sẻ này các bạn, làm nhanh nhá. Viết đáp án ra vở cho cô. Bắt đọc đáp án cho nó nhanh. Đây. Đấy, viết đáp án ra vở đi, quá dễ cho một cuộc tình. Rồi, số 1 nào, số 1 là gì? Nhanh là nghỉ nào. Hết bài nghỉ. Stay ID, đúng rồi. Số 2 quen. Thành quen. Số 3 hát. À, quá dễ luôn, mình học hết rồi, rất là dễ. Hát đờ, số 4. À, kỳ nghỉ của tôi là số ít, sạch words. Số 5 visited, đúng không nào? Số 6 be chuyển thành were, nhiều, đúng rồi. Số 7 bầu, đúng rồi, bầu. Số 8 see chuyển thành seesaw.
Số 9. Đâu. A. A. À, ít A. Số 10. Thó. Y đi. Số 11. Return. Return. Số 12. Thinh thót. Thinh thót. Thinh thót còn. Số 13. Go chuyển thành. When. When. Số 14. The right chuyển thành the. The rover. The road. Rồi arrive. Arrive. Thêm ed vào. Động từ to be là gì? Ở đây là gì? Was. Chủ ngữ số ít. Ở bên này. Ask gì? Ask ed. Bên dưới. Ed. Say chuyển thành. Đây. Rồi theo chuyển thành thâu. Work chuyển thành work ed. See chuyển thành gì các bạn? See chuyển thành gì? Show. See thành gì? Show. See saw. See saw. Rồi stop gì? Stop ed. Mai chuyển thành gì? My boat. Rồi b chuyển thành gì? Work. Work. Rồi cái này not go chuyển thành gì? Didn't go. Rồi get chuyển thành gì? À sorry, đây câu hỏi. Câu hỏi phải làm gì? Câu hỏi phải để cái gì đằng trước? This is get. Rồi câu hỏi tiếp này. Để this trước you ha? Để trước chủ ngữ. What did you do? What did you do? Do chuyển thành gì? Do chuyển thành did. Did. Trong cái bảng đấy mình đọc rồi. Lớp chuyển thành gì? Lớp ed. Get chuyển thành gì? Get got. Rồi have chuyển thành gì? Have chuyển thành gì? Have chuyển thành harder. Rồi buy chuyển thành gì? Rồi not go chuyển thành gì? Didn't go. Have chuyển thành gì? Tất cả các bạn nghe cho mà nói harder. Spender chuyển thành spend gì? Spend. Rồi tiếp theo not spend chuyển thành gì? Not spend là didn't spend. Rồi lender chuyển thành lender. Builder chuyển thành build gì? Builder. Sell chuyển thành gì? Sell chuyển thành sell. Câu hỏi chuyển thành gì? Did you tell? Bear chuyển thành gì? Bear chuyển thành. Tia chuyển thành gì? Tia. Where chuyển thành gì? Cái từ này square chuyển thành gì? Đoán thôi. Correct chuyển thành creep chuyển thành correct. Sleep chuyển thành gì? Slap. Whip chuyển thành wept. Hơi giống nhau này. Keep nhé. Keep chuyển thành gì? Kept. Sweep chuyển thành swept. Nó hơi giống nhau. Pay này chuyển thành gì? Pay này. Lay này chuyển thành lay gì? Lay này, nó hơi giống nhau thấy chưa? Break chuyển thành Brock, broke. Chu chuyển thành, lúc này mới học nhá, chu. Speak chuyển thành spoke. Spoke. Rồi go chuyển thành gì? Go chuyển thành gì? Went. Not what chuyển thành gì? When. Tuấn đâu? Not what chuyển thành gì? Didn't what? Didn't what?
Mít chuyển thành gì? Mít mét. What gì? What gì đây? What did? What did you do? Yeah, what did you do? Yeah. Tiếp theo, câu hỏi tiếp. Did they? Did they buy? Buy. Buy, xài did rồi mà. Rồi, have chuyển thành had. Have. Rồi, giờ đây, quá khứ luôn, chia luôn nào. Ngày hôm qua là chủ nhật nào? Tuấn đâu? Tham gia cái hội này cho nhanh nào. Cho suy nghĩ một lát nhanh. Tiếp theo, ghét chuyển thành got. Tiếp theo, đu chuyển thành did. Take chuyển thành took. Come chuyển thành took. Come ed. Have chuyển thành had. Ít chuyển thành the ring chuyển thành wrong. The ring wrong. Rồi have chuyển thành ed. Brush cũng ed luôn. Put chuyển thành put. Go chuyển thành have chuyển thành rồi return chuyển thành return. Do chuyển thành ít chuyển thành đi. Chuyển thành thúc. Đi chuyển thành work. Rồi không chuyển thành go chuyển thành winter. Rồi tiếp tục be chuyển thành work. He gì động từ to be chuyển thành. Rồi câu 3 chuyển thành world. Câu số 4 chuyển thành world. Câu này wasn't. 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 Số nhiều. Ok, câu này wasn't. Câu này wasn't. Câu này what? Câu này what? Câu này what? Câu này what? Câu này Tuấn đọc nhanh con. Câu này thách chuyển thành thúc. Have chuyển thành had. Buy chuyển thành didn't buy. Tiếp theo not talk chuyển thành didn't talk. Didn't talk. Not come chuyển thành gì bo? Didn't. Rồi not glow chuyển thành gì bo? Not return chuyển thành gì? Ngọc didn't return. Not eat chuyển thành gì? Didn't eat. Not eat chuyển thành. Not go chuyển thành gì? Didn't go. Not take chuyển thành gì? Didn't take. Not have chuyển thành gì?
Động từ tu vi chuyển thành gì? Work. Số nhiều word. Rồi. Quác gì? Câu hỏi nào? Không phải tu bi mà câu hỏi nào? Sai gì? What rồi, ở đây sẽ là what did play. What did they play? Không có tu bi được, không xài tu bi đâu. Tiếp theo. Try chuyển thành gì? Đây là câu hỏi luôn. Cái này là gì? What did try. Talk. Did. Câu này. Where? Did they stop? What did the student? Where? Câu hỏi nên là phải có did đằng trước. Where did you put? Where did you put the car? What time? Did you leave? What time did you go? Rồi. Tiếp theo. Câu khẳng định nào không có not, không có chấm hỏi, câu chuyển thành when. Go. Còn câu này có chấm hỏi thì sao? Có chấm hỏi phải để did ở đây. Did rồi thì ở đây chỉ là have, không cần chia. Câu hỏi luôn thì did ở đây. Did ở đây. Và đây động từ không phải làm gì cả. Rồi câu này câu hỏi. Did đặt đâu? Did lead by. Câu này câu hỏi. Did gì? Did I put? Rồi câu này. Did I eat? Câu này. Câu này câu bình thường. I chuyển thành gì? Did top. Remember câu hỏi. Câu hỏi để did ở đây. Nhá, và remember để đây. Đỡ chưa? Đã học ok chưa? Thuộc hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi. Đấy. Rồi, hôm nay học cái đây thôi là các bạn phải nắm chắc về cái thì quá khứ đơn cho cô. Nghe chưa? Nắm chắc cho cô quá khứ đơn nha. Goodbye class.